Thưa quý vị, mảnh đất Hà Tiên gắn liền với lịch sử của dòng họ Mạc là dòng họ bậc khai quốc công thần, có công khai khẩn, mở cõi và bảo vệ vùng đất cuối biển Tây Nam Tổ quốc thiêng liêng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dòng họ khai khẩn đất Hà Tiên trong video ngay sau đây. Vào đầu thế kỷ thứ 18, khi thế lực triều nhà Thanh đã vững mạnh, những cựu thần nhà Minh kháng cự yếu ớt dần và tan rã. Căn cứ địa kháng chiến phục Minh ở Quảng Đông, Đài Loan tan rã, một số tướng đã nhất quyết không đầu hàng, mang quân binh và gia quyến vượt biển xuôi về phương Nam. Trong số này, có danh tướng Trần Thượng Xuyên vào đất Biên Hòa, Đồng Nai xin chủ Nguyễn tá túc và khai khẩn đất đai. Tướng Dương Ngạn Định cũng thuộc hạ, gia quyến đến khai khẩn vùng đất Mỹ Tho, cùng bỏ xứ Tha Phương còn có một thương buôn Mạc Cửu, nhưng điểm đến là đất nước Cao Miên, Campuchia và được người trị vì xứ này trọng đãi. Nhưng vì nội bộ triều chính rối ren, triều thần gièm pha lại thêm hoàng hậu phải lòng người thương này nên vua Cao Miên đã ban cho Mạc Cửu một chức quan nhỏ và cử sang khai khẩn vùng đất Hà Tiên, lúc đó còn hoang vu, rậm rạp để cai quản và mở mang bờ cõi. Mạc Cửu hay còn gọi là Mạc Hích Cửu, sinh năm 1655, mất năm 1735. Ông là một thương gia người Hoa Quảng Đông, có công khai phá, hình thành vùng đất Hà Tiên, Kiên Giang vào khoảng đầu thế kỷ thứ 18 ở Việt Nam. Sách Gia Định Thông Chí của Trịnh Hoài Đức chép, Hà Tiên vốn là đất cũ của Trần Lạp, tục gọi là Mường Khảm, tiếng Trung Quốc gọi là Phương Thành. Ban đầu, có người tên là Mạc Cửu, gốc xã Lê Quách, huyện Hải Khang, phủ Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, vào thời Đại Thanh, niên hiệu Khang Hy thứ 19, năm 1680, nhà Minh mất hẳn, nhưng mãi đến năm Khang Hy thứ 19, vùng Quảng Đông mới bình định xong. Mạc Cửu không khuất phục và nhận thấy chính sách buổi đầu của nhà Đại Thanh không thể chấp nhận được. Do vậy, ông mới chừa tóc, không buộc tóc đuôi sam rồi chạy qua phương Nam, trú tại phủ Nam, nước Cao Miên. Ông thấy ở phủ xài mạt của nước ấy, người Việt, người Trung Hoa, Cao Miên, Đồ Bàn, Trà Và thường tụ tập mở trường đánh bạc để lấy sâu, gọi là thuế hoa chi, nên đã thầu mua thuế ấy và kinh doanh chẳng bao lâu mà trở nên giàu có. Từ đó, Mạc Cửu chiêu mộ dân Việt Nam lưu tán ở các xứ Phú Quốc, Lũng Kỳ, Hai Trũng Kè, Lũng Cà Rém, Cần Bột, Cần Vọt, Campot, Hương Úc, Vũng Thơm, Composum, Giá Khê, Rạch Giá, Cà Mau, thành lập 7 xã thôn. Tương truyền ở đây thường có tiên nữ xuất hiện tắm trên sông, do đó mới đặt tên vùng đất mới được khai khẩn là Hà Tiên, tiên trên sông. Có tài liệu cho rằng Mạc Cửu bỏ tiền ra mua chức quan ốc nhà và cai quản luôn xứ này. Mạc Cửu xuất thân là một thương nhân đất Quảng Đông, là người có óc tổ chức kinh doanh nên ông triệu tập dân siêu tán người Hoa, việc mở phố xá, xây thành lũy, đẩy mạnh khai hoang, lập ra 7 thôn trải dài ven biển Composum, Trân Lạc kéo dài đến tận Cà Mau. Với chủ trương để cho dân khai hoang tự do, không thu tô thuế, chỉ đứng ra tổ chức mua sản phẩm để bán lại cho khách buôn. Chính điều này đã quy tụ dân cư đến Mang Khảm ngày càng đông. Thuyền ghe các nơi, kể cả nước ngoài cũng đến mua bán tấp nập. Sự thịnh vượng khiến cho vùng đất này gặp tai họa. Trong khoảng thời gian từ năm 1687 đến năm 1688, quân Xiêm vào cướp phá Mường Khảm, bắt Mạc Cửu đưa về Xiêm giam ở Vạn Tuế Sơn. Sau đó, ông trốn về Lũng Kỳ, Lũng Cả, dân siêu tán tụ về với ông ngày một đông. Nhưng do địa thế chật hẹp, năm 1700, ông trở về Phương Thành, Hà Tiên. Năm 1680, Mạc Cửu đã lập ấp rải rác từ Vũng Thơm, Trũng Kè, Cần Vọt, Rạch Giá, Cà Mau. Hà Tiên trở thành thương cảng quan trọng, thôn ấp định cư nằm sát mé biển, thuận tiện cho thuyền tới lui hoặc ở đất cao theo giang thành, sông Cài Lớn, sông Gành Hào. Ông đốc để canh tác, ông lập ra 7 sòng bạc dọc bờ biển, Mái Khâm, Long Kỳ, Cần Bột, Hương Úc, Sài Mạt, Linh Quỳnh và Phú Quốc. Thủ phủ đặt tại cảng khẩu, còn gọi là Mán Khảm, Can Cao, Căn Khẩu, Căn Kháo, Căn Cáo. Tiếng đổ vang xa, lưu dân gốc Hoa từ khắp nơi trong vịnh Thái Lan xin vào đây lập nghiệp. Dần dần, vùng đất này trở thành một lãnh địa phồn vinh với tên gọi mới Căn Khẩu Quốc. Đảo Con Tra cũng đổi tên thành Phú Quốc. Vùng đất giàu có, lúc này ở Gia Định, các chủ Nguyễn đã lập xong phủ Gia Định. Người Việt và người Hoa đang định cư yên ổn, nhận thấy muốn tồn tại phải có thế lực đủ mạnh để bảo vệ, che chở cho lãnh địa mà ông đã dày công xây dựng.
Sau khi cân nhắc, năm 1708, Mạc Cửu thuộc hạ là Lý Xá, trương cầu đem lễ vật đến xin thần phục. Việc này trong sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức chép, Mạc Cửu sai thuộc hạ là Trương Cầu, Lý Xá dâng biểu trần tình lên kinh đô của Phú Xuân, xin khẩn cầu được đứng đâu trông coi đất ấy. Tháng 8 mùa thu năm thứ 18 Mậu Tý năm 1708, chúa Nguyễn Phúc Chu chuẩn ban cho Mạc Cửu làm tổng binh trấn Hà Tiên và phong tước là Cửu Ngọc Hầu. Mạc Cửu lo xây dựng dinh ngũ và đóng binh tại phương thành Hà Tiên. Từ đó, dân càng quy tụ đông đúc. Tháng 4 mùa hạ năm thứ 21, Tân Mão năm 1711, đời chúa Nguyễn Phúc Chu, tổng binh trấn Hà Tiên Cửu Ngọc Hầu, Mạc Cửu đến cửa khuyết tạ ơn. Tháng 5 mùa hạ năm thứ 11, Ất Mão, đời chúa Nguyễn Phúc Chu, tổng binh Hà Tiên Cửu Ngọc Hầu, Mạc Cửu mất, thọ 78 tuổi, con trưởng dòng chánh là Mạc Tông, tự là Thiên Tứ, hiệu là Sĩ Lân Thị, tụ Đức Hiên, dâng cáo tang. Ông được truy phong là Khai Trấn Thượng Trụ Quốc Đại Tướng Quân Vũ Nghi Công. Các bạn đang nghe video tại Việt Sử Toàn Thư. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Quay trở lại với nội dung của video về một dòng họ khai khẩn đất Hà Tiên. Sau khi Mạc Cửu mất, con ông là Mạc Thiên Tứ được chúa Nguyễn cho nối nghiệp cha vào năm 1735. Ông đã hết lòng phụng sự cơ nghiệp của nhà chúa. Ông đã giúp chúa Nguyễn trong việc phòng giữ sự xâm lăng của quân Xiêm La, Chân Lạp và bọn cướp biển. Ngoài ra, còn giúp mở mang phát triển kinh tế vùng này. Năm 1756, ông đã thi hành nhiệm vụ của một đặc sứ và giúp cho chúa Nguyễn mở rộng lãnh thổ miền Cửu Long. Dưới sự dẫn dắt của Mạc Thiên Tứ, lần lượt hai đời vua Chân Lạp là Nặc Nguyên và Nặc Tôn đều thần phục chúa Nguyễn, dâng cho chúa Nguyễn đất Tầm Bôn, Tân An bây giờ, Lôi Lạp, Gò Công và Kampong Luôn, Tầm Phong Long. Và thời điểm đó có thể nói, Hà Tiên bao gồm cả vùng Hậu Giang ngày nay đã phát triển được về kinh tế và xã hội đều nhờ công của Mạc Thiên Tứ. Tại thủ phủ Hà Tiên, Mạc Thiên Tứ đã thành lập Tao Đàn Triều Anh Các là nơi gặp gỡ giao lưu các thiên nhân, danh sĩ, tạo nên một nền văn học thi ca rực rỡ, danh tiếng bậc nhất miền Nam. Ảnh hưởng của nhóm Triều Anh Các lan rộng ra khỏi phạm vi trấn Hà Tiên. Danh sĩ Nguyễn Cư Trinh ở Gia Định cũng thường xuyên đến Hà Tiên gặp gỡ sướng họa với các thi hữu trong Triều Anh Các. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Mạc Thiên Tứ là Hà Tiên Thập Vịnh, vịnh về 10 cảnh đẹp nhất của Hà Tiên. Được Mạc Thiên Tứ cho khắc in vào năm 1737, bao gồm Kim Dữ Lan Đào và Bình San Điệp Thúy, Tiêu Tự Thần Trung và Giang Thành Dạ Cổ, Thạch Động Thôn Vân và Châu Nham Lạc Lộ, Đông Hồ Ấn Nguyệt và Nam Phố Trừng Ba, Lộc Trĩ Thôn Khê và Lư Khê Ngư Bạc. Vào năm 1776, khi quân Tây Sơn đánh thành Gia Định, Mạc Thiên Tứ vẫn giữ lòng trung thành với chúa Nguyễn, cùng chúa Nguyễn chạy qua Xiêm La trốn. Thế nhưng, nghe lời gièm pha, vua Xiêm đã giết hại rất nhiều người thân trong gia đình của ông, bản thân ông cũng bị bắt giam tra hỏi. Quá phẫn uất, ông đã tự tử và chết trên đất Xiêm La. Sau này, con cháu họ Mạc tiếp tục phò tá làm quan cho chúa Nguyễn và triều đình nhà Nguyễn cho đến đời vua Minh Mạng thì chấm dứt vì một số con cháu họ Mạc nhận lãnh chức từ Lê Văn Khôi và do đó bị xem dính líu với vụ việc của Lê Văn Khôi phản loạn chống lại triều đình. Hiện nay, đền thờ họ Mạc, Mạc Công Miếu nằm dưới chân núi Bình San, thị xã Hà Tiên là nơi thờ tự Mạc Cửu, Mạc Thiên Tứ, Mạc Tử Xanh, các vị phu nhân, con cháu, tướng lĩnh của họ Mạc. Từ chân núi đi lên, ta sẽ bắt gặp cổng đền thờ họ Mạc có hai câu liễn đối bằng chữ Hán do nhà Nguyễn ban tặng: Nhất môn trung nghĩa, gia thanh trọng và thất diệp phiên hàn, quốc lũng vinh. Một nhà trung nghĩa, danh thơm cả họ, bảy lá dậu tre, cả nước yêu mến. Để ghi nhớ công ơn của họ Mạc, một gia tộc trung liệt có công lớn của người Việt, đất Việt phương Nam, ngày 7 tháng 9 năm 2008, tại thị xã Hà Tiên đã diễn ra lễ khánh thành tượng đài danh nhân Mạc Cửu và kỷ niệm 300 năm ngày thành lập trấn Hà Tiên từ năm 1708 đến năm 2008. Hà Tiên ngày nay là thị xã vùng biên nhỏ nhắn, bình yên, thơ mộng, nép mình bên bờ vịnh Thái Lan. Hà Tiên của 200 năm trước là một trong những trung tâm kinh tế sôi động nhất của Đông Nam Á, nơi diễn ra các tranh chấp chính trị và quân sự không ngừng giữa người Việt, người Thái, người Khmer và cộng đồng người Hoa. Lịch sử của vùng đất này là minh chứng sống động cho sự đa dạng trong thống nhất của quá trình hình thành nền lãnh thổ và dân tộc Việt Nam. Vùng đất này nằm giữa các diễn ngôn lịch sử rất khác biệt, nhiều khi bị trùm phủ dưới các huyền thoại tạo ra bởi các chủ nghĩa dân tộc.
Bản thân Hà Tiên cũng tạo ra các huyền thoại riêng cho mình. Các huyền thoại sẽ giúp vùng đất này trở nên hấp dẫn, có khả năng thu hút di dân, thương nhân, tìm kiếm chính thống cho sự cai trị của dòng họ và tìm kiếm các mối quan hệ quốc tế. Từ chuyện các nàng tiên xuất hiện trên sông Giang Thành, đào được hũ bạc đến bức tượng Phật và ánh sáng huyền bí ở Lũng Kỳ. Tất cả những điều đó báo hiệu cho sự ra đời của Mạc Thiên Tứ. Tất cả tạo nên diễn ngôn chính trị, tôn giáo và xung hợp xã hội mà dòng họ Mạc muốn gửi bức thông điệp đến các nhóm cư dân ven vùng vịnh. Trong một bức thư năm 1742 bằng chữ Khmer gửi đến chính quyền Mạc Phủ, Tôn Trung Hoa, Mạc Thiên Tứ tự xưng mình là Neksampep Pasontak và tự phong hiệu là vua của Campuchia. Trong lúc các huyền thoại này có cốt lõi về các diễn ngôn lịch sử gắn Hà Tiên với dòng di cư của người Hoa vào cuối thời Minh, đầu thời Thanh xuống Đông Nam Á, họ can dự vào một loạt các sự kiện về kinh tế, chính trị và quân sự khắp khu vực, từ chiến tranh ở Thái Lan, xung đột ở đảo Java, Manila cho đến việc điều hành các khu khai mỏ thiếc dọc theo bán đảo Malay và quần đảo Indonesia, làm xáo trộn bức tranh chính trị Đông Nam Á và khỏa lấp những khoảng trống vắng của nhà nước tập quyền ở khu vực, để rồi sau đó đến lượt các vùng đất này trở thành nơi sự tranh chấp giữa những vương quốc tập quyền khu vực. Sự thịnh vượng của Hà Tiên đến từ nhiều nhân tố khác nhau, bao gồm vị trí địa lý, khung cảnh thương mại khu vực và toàn cầu và sự gia tăng tương tác quân sự dọc theo hạ lưu Mekong. Vùng đất này nằm giữa tuyến giao lưu của các nguồn thương mại và các nguồn hàn. Các dự án chính trị, di dân, các nền tảng văn hóa từ các vùng núi của Lào và Campuchia xuống, người Malay và người bán đảo Malay, quần đảo Indonesia, người Thái từ phía Tây và các nhóm người Hoa xung quanh vùng vịnh và nam tiến của người Việt. Hà Tiên nằm ngay trên đầu mối của một trong những thương tuyến thương mại cổ xưa nhất ở Đông Nam Á, kết nối Ấn Độ Dương với Biển Đông qua El Kara. Ốc eo, cảng thị quan trọng nhất của vương quốc cổ Phù Nam cũng nằm trên trục giao thương này. Sự phát triển của Hà Tiên diễn ra trong một khung cảnh quan trọng của lịch sử hạ sông lưu Mekong vào thời kỳ hiện đại. Sự mở rộng của các dự án nhà nước tập quyền của người Việt, Khmer và Thái đến từ vùng Đông Nam Á của bán đảo Đông Dương. Các sử gia về Đông Nam Á gọi đây là vùng đất tự trị cuối cùng ở châu Á trước khi chúng bị sát nhập thành lãnh thổ của các nhà nước tập quyền. Các học giả khác thì gọi vùng đất này là đường biên nước, là nơi chứng kiến khoảng trống quyền lực của nhà nước cuối cùng ở Đông Nam Á với sự dịch chuyển tự do của dòng di cư, thương mại và xung đột chính trị. Khung cảnh thương mại khu vực trở thành môi trường nuôi dưỡng cho sự thịnh vượng của Hà Tiên, một trong thế kỷ uy hoàng và cực kỳ sôi động trên vùng vịnh Thái Lan. Trung Quốc là một trong các thị trường quan trọng của Hà Tiên thế kỷ thứ 18, được coi là thời thịnh trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, đánh dấu sự gia tăng gấp đôi dân số từ 150 triệu lên đến hơn 300 triệu, dẫn đến nhu cầu lương thực gia tăng mạnh dọc theo duyên hải từ Quảng Đông lên đến Phúc Kiến. Hà Tiên nằm ở trung tâm của hai vùng cung cấp lúa gạo chủ đạo ở Đông Nam Á. Với vị trí đó, Hà Tiên đóng vai trò là một trong những hải cảng quan trọng nhất ở Đông Nam Á thế kỷ thứ 18. Không chỉ là điểm trung chuyển như ghi chép của các thuyền Hà Lan thường xuyên ghé qua Hà Tiên lấy hạt tiêu đổi muối và gạo, Hà Tiên còn là đầu mối thông thương của hạ lưu Mekong ở thế kỷ thứ 18. Không chỉ kết nối với vùng núi Đậu Khấu, cao nguyên ở Lào và Cambodia, mà còn hệ thống thương mại dọc theo các kênh rạch và vùng ngập nước của bờ Tây sông Hậu. Giáo sĩ người Pháp Levasseur đã đi qua các vùng ngập lụt này và thông báo rằng ông ta đã thấy hơn 50 thuyền mành đang trao đổi hàng hóa. Sức mạnh của một trung tâm giao thương không chỉ cho phép vùng đất này có khả năng đúc tiền riêng, mà còn được biết đến như một huyền thoại về sự thịnh vượng xung quanh Biển Đông và vịnh Thái Lan. Một chỉ dấu là việc vùng đất này được biết đến bởi nhóm người với nhiều tên gọi. Đại Nam Nhất Thống Chí còn gọi vùng đất này là Mang Khảm, Trúc Phiên Thành, Đồng Trụ Trấn. Người Hoa gọi vùng đất này là Phương Thành, Cảng Khẩu Quốc. Người Khmer gọi vùng đất này là Bức Tường Vàng. Người Malay gọi là Bờ Biển Vàng hay Cửa Sông. Người Thái gọi là Cánh Đồng Vàng. Giai đoạn phát triển đỉnh cao của Hà Tiên là giữa những năm 1740 và năm 1760, sau cuộc đàn áp của người Hoa ở Java và tàn phá Antaya của người Miến. Trong các thập kỷ này, Hà Tiên trở thành cảng quan trọng nhất vùng vịnh Thái Lan, giao thương với Trung Quốc, hàng hóa như thiếc, đồng, gạo, hạt tiêu, muối và sản phẩm rừng là nguồn cung cấp quan trọng cho Quảng Châu.
Có sự liên hệ tự nhiên đặc biệt giữa Hà Tiên với chính quyền đàn trong của các chúa Nguyễn, cam kết chính trị và quân sự mạnh mẽ của vùng đất này với Phú Xuân, không chỉ trong cuộc chiến tranh với Chân Lạp và Sa Am mà còn là công cuộc phục hưng và cuộc chiến tranh 30 năm với chúa Nguyễn Ánh ở vùng hạ lưu Mekong, cũng như đối với việc hoạch định biên cương nhà Nguyễn sau này. Hà Tiên sớm can dự, thậm chí là trở thành tâm điểm của các cuộc chiến tranh này và gia nhập vào không gian Việt Nam. Không chỉ chấp nhận danh hiệu Tổng binh năm 1708 và Tổng binh năm 1735, họ Mạc đã trở thành một đồng minh chư hầu quan trọng của Đàng Trong trong cuộc tranh chấp quyền lực của khu vực. Thực tế là họ Mạc cần chúa Nguyễn để chống lại các cuộc xâm lược thường xuyên của người Thái và Khmer, bởi vị thế cực kỳ dễ bị tập kích của Hà Tiên. Người Việt cũng cần kiểm soát vùng đất này như cửa ngõ bảo vệ cho dự án lãnh thổ ở hạ lưu Mekong của mình. Sự gia nhập của Hà Tiên vào Việt Nam vì thế là một quá trình tự nhiên. Họ Mạc đã tìm cách gắn kết với người Việt bằng nhiều cách thức khác nhau. Mạc Cửu kết hôn với người vợ Việt ở Biên Hòa là Bùi Thị Lẫm, trong khi em gái ông kết hôn với Trần Đại Định, con trai của Trần Thượng Xuyên ở Đồng Nai. Hà Tiên còn tìm sự kết nối với không gian Việt Nam qua các góc độ văn hóa, tôn giáo. Sử gia của người Singapore, Saka Ang trong luận án về các dự án văn minh và nhà nước ở vùng biên của Việt Nam đã làm nổi bật vai trò của những nhân vật như Nguyễn Cư Trinh, Mạc Thiên Tứ trong việc định hình nên cấu trúc mở rộng của lịch sử Đàng Trong. Đó cũng chính là đóng góp của họ đối với lịch sử hình thành nên hình thể Việt Nam hiện đại. Cũng chính từ những vùng đất phù chú như Hà Tiên, Phú Quốc, Gia Định mà Vương triều Nguyễn được thiết lập vào năm 1802, triều đại đầu tiên thống nhất lãnh thổ Việt Nam cũng như chúng ta được thừa hưởng tới ngày nay. Vai trò của vùng đất này trong việc định hình nên cấu trúc lịch sử Việt Nam sẽ còn tiếp tục ở thế kỷ thứ 19. Trong thời kỳ Minh Mệnh, cùng với dự án chính trị thống nhất lãnh thổ là việc xóa bỏ chế độ tập thể cai trị tại các vùng biên và vùng núi sẽ lần đầu tiên biến vùng đất này thành đơn vị hành chính trực thuộc Huế. Trong khi các thủ lĩnh miền núi được thay thế bằng các quan lại miền xuôi do Huế cắt cử thì ở Hà Tiên xóa bỏ chế độ thế tập của dòng họ Mạc. Từ đây, tỉnh Hà Tiên ra đời, nơi ghi dấu ấn các chiến dịch quân sự trên kênh Vĩnh Tế, ngăn chặn cuộc xâm lược của Bangkok và là trung tâm của hệ thống phòng thủ quân sự, vùng biên của Việt Nam cả trên bộ lẫn trong vùng vịnh. Cuối cùng, Hà Tiên là mảnh ghép sống động và không thể tách rời trong bức tranh toàn cảnh về sự ra đời của lãnh thổ hình chữ S của nước Việt Nam hiện đại. Lịch sử vốn phức tạp với nhiều tầng bậc và các mối quan hệ đan xen, Hà Tiên là một ví dụ đặc sắc cho một thực thể lịch sử như thế nổi lên giữa các luồng văn hóa, dòng di cư, thương mại và xung đột khu vực. Để tìm kiếm một phương thức tồn tại, Hà Tiên đã tìm kiếm sự gắn kết vào không gian lịch sử Việt Nam một cách chủ động. Sự tham gia của vùng đất này rõ ràng đã làm tăng ra sự đa dạng của cấu trúc không gian và các diễn trình lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Cuối cùng thì chúng ta tự hào rằng có rất nhiều cách thức khác nhau để trở thành Việt Nam hiện đại. Và trong sự thống nhất đa dạng đó, Hà Tiên góp phần tạo dựng nên diện mạo của lãnh thổ Việt Nam. Hà Tiên không chỉ là chặng cuối của quá trình Việt Nam tiến, mà còn là cửa ngõ của Việt Nam mở ra vùng vịnh Thái Lan và phía Tây. Video được tổng hợp từ bảo tàng lịch sử.vn, nghiên cứu lịch sử.com. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.